Xin thân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình nha. Người ta nói tháng 8 là tháng của những cơn mưa. Tháng 8 là tháng của sự bình yên và có những điều giản dị nhất các bạn. Nhưng đấy là người ta nói thôi. Còn tháng 8 của anh em chúng tôi là tháng của những cái sự phá hoại các bạn. Thì bữa nay mình lại theo chân con DX55W-5 đang thi công đục bê tông ở trên một đường nội đây các bạn này. Con máy này là con máy của bạn mình đang lái và cũng là chủ máy luôn các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay đang làm đây tại một cái khu này là khu Vân Long. Một cảnh núi non hùng vĩ. Đây, chào ông bạn trẻ một cái, lâu lắm không gặp. Ờ, chào ông bạn trẻ cái nhỉ. Ôi, lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Hello bạn nhá. Đấy. Một ông bạn trẻ, một ông chủ máy trẻ tuổi các bạn ạ. Rất lâu rồi thì mới quay lại con này. Cái con này thì toàn đi làm ăn xa. Tại vì ngày xưa là một thời gian là đói kém nên là làm toàn cái khu vực gần nhà. Nhưng mà đợt này là no đủ rồi nên là đi làm toàn ở xa thôi. Bữa nay thì mới có dịp con này quay trở lại với cái công việc ở gần nhà các bạn ạ. Thì hôm bữa trước mình có quay cho các bạn một số cái video ở đầm Vân Long, nhưng mà nó thuộc cái núi Mèo Cào ở phía tút dưới đằng kia các bạn nhá. Đầu này thì là thuộc cái đầu đằng trên. Cái đầu này thì cũng là thuộc cái hệ sinh thái của Vân Long các bạn, nó rất là dài. Đây, phía bên tay phải các bạn đây nè. Đấy, là những cái dãy núi non trùng trùng điệp điệp, có những cái hàng cây cỏ, rồi những cái dòng nước rất là trong xanh tươi mát. Ở phía dưới kia là có những cái cô đang đi thả đó để bắt con tôm con tép rồi. Đấy, cái cảnh này chỉ có cảnh đồng quê với những khu du lịch sinh thái mới có thôi các bạn ạ. Những cái cảnh này thì trên thành phố thì không kiếm được đâu ra đâu. Đấy, cái tháng 8 là cái tháng của những cơn mưa nhẹ nhàng và tháng của sự giải trí các bạn. Đấy, đối với người ta, nhưng mà đối với anh em chúng tôi là tháng của những cái sự phá hoại. Thì trong màn này nhỏ các bạn đây, bạn mình đang thi công là đục bê tông. Thì đây là một cái bờ đê, bây giờ nó thuộc vào khu du lịch rồi nên là được đẩy mạnh đầu tư là làm mặt đường bằng bê tông này, mái cũng bằng bê tông này. Thì đây là những cái tấm bê tông nho nhỏ được người ta ghép với nhau. Cái này, cái phần dài từ đây xuống dưới chân kia là cái phần dầm ạ. Cái dầm này giữ cho là để tạo thành một cái ta ly và để giữ cho những cái tấm này nó không bị trượt. Đấy. Nó cũng tương tự như cái dầm cái móng nhà của mình. Thì hôm bữa trước công trình họ thi công là nó bị dài lên quá nhiều bạn, tức là nó nằm qua cái phần đường. Nên là bữa nay trên công trình họ thuê máy của bạn mình về để đục bớt đi con ạ. Tại vì là cái phần mái này đục bằng tay thì nó lâu quá nên là phải dùng bằng máy đục bớt đi. Cứ mỗi cái đầu này nó dư ra đâu đó khoảng 50 phân các bạn. Đấy, 50 phân mà dùng đục tay thì đục đến bao giờ. Thế nên là bắt buộc phải dùng con máy này. Con này đang gắn cái búa sung quin. Ở đây là sung quin chứ không phải là sung dụng nhé. Làm ở đây thì một phong cảnh thì cực kỳ đẹp và hữu tình. Nhưng mỗi tội là nắng. Các bạn mà làm ở đây thì hầu như là chỉ ngồi trên máy thôi, không có chỗ xuống mà ngồi nghỉ đâu. Vì quanh đây toàn bộ là bê tông, không có chỗ bóng mát nào cả. Nếu các bạn muốn mát thì có thể vào tận trong những cái dãy núi ở trong kia rồi. Đấy, vào tận những cái dãy đấy thì mới có những cái bóng mát mà nghỉ ngơi. Cứ cách ra tầm 7-8 tấm. 8 tấm nhỏ này thì lại đến một cái thanh dầm chạy dọc xuống các bạn ạ. Đấy, phía dưới các bạn đây là các bà kìa.
Đấy, các bà, các cô, bà kìa. Đấy, các cô đang đánh bắt đó kìa. Đấy, bắt cái, hầu như cái này là họ đang thả những cái đó cua các bạn ạ. Rất là đẹp. Núi non đây toàn là hùng vĩ thôi. Bây giờ khu này người ta cũng đang được bảo tồn nên là cũng không được xiên mắt gì các bạn ạ. Đấy, chỉ có khúc đầu ngoài này thì thả con cua con cá thôi. Còn cái phần ở trên trong núi thì bây giờ là cấm tuyệt đối rồi, không được lên khai thác gỗ rồi bắt các con. Con này là một phiên bản thời gian đó, cái lúc mà mình quay cho các bạn là nó đang làm việc ở trường, một cái trường cấp 3. Phiên bản nói là hại thận lắm. Sau một thời gian quay trở lại thì nó vẫn đẹp như ngày nào, vẫn long lanh cành đào luôn. Đấy, chỉ có đục những cái phần rầm này nó lòi lên thôi này. Các bà ấy trèo xuồng đẩy thuyền đi nhanh như một cơn gió luôn. Đây là người ta đang phải, là người ta đi vớt lên đấy các bạn, vớt những cái đó lên. Cái này đủ để cho nó vớt ra để sau này họ còn đổ cái bê tông chạy sát vào đây. Mòi hết chân luôn bạn nha. Đấy, cứ cầm một cách tầm 8 tấm thì lại sẽ có một cái thanh rầm. Có chỗ thì là rầm đôi, có chỗ thì là rầm một. Đấy, những cái chỗ nào mà không có thì là không đục, nhưng mà chỗ nào cũng đều có hết các bạn. Cứ cách đều nhau 7-8 tấm là sẽ có. Thời tiết mà như này, làm xong thì vào chân núi kia mà ngủ một giấc thì quá đã rồi. Nhưng mà nói thì bảo để sang được chân núi kia không phải là sang được đâu nhá. Nó thi thoảng nó mới có một cái con đường sang thôi, cũng rất là xa và dài. Cứ mấy ông máy xúc nào mà vác cái búa này đi thì người ta gọi là mấy ông phá hoại các bạn ạ. Đấy, vác gầu đi thì còn bảo là xây dựng rồi làm việc, chứ thấy cái vác búa là đi là mấy bà mấy ông lại gọi bảo là lại bị phá hoại ở đâu được. Cái khúc này thì đầu này thì chỉ có con này có đục nên là đi đục cái phần này các bạn ạ. À, phần dưới kia toàn bộ là máy công ty. Đấy, cứ tút xa xa các bạn kia có mấy con máy màu vàng đang làm việc, là mấy con máy đấy của công ty. Họ đang kè bê tông rồi đổ mái. Đấy, loại này nó dầm này nó nhỏ thôi, nhưng thì cũng rất là nhanh, dầm 4 cây sắt. Để mà bắt gặp những con máy làm việc ở những cái phong cảnh hữu tình, phong cảnh đẹp như thế này rất là khó các bạn. Làm đây thì nhà dân cũng có, núi có, rồi nước có. Cái khu này thì bây giờ là đang trong thời gian họ xây kè những cái ta ly.
cái nền, cái mặt đường thì sẽ được làm sau. Sau toàn bộ cái khu bên phải các bạn đấy, là các bạn muốn đi vòng vòng quanh những quả núi này chơi này, là có những cái thuyền để đưa các bạn đi. À, có một tuyến ở đầu dưới kia đang đi vào vận hành rồi. Tuyến đấy là giá vé bây giờ hiện tại là hình như là 70.000. Rất lâu rồi mình không có đi. Đấy, các bạn được trèo thuyền, được người ta trèo đưa đi một vòng quanh những cái dãy núi này để gọi là tham quan những cái danh lam thắng cảnh. Cái này chỉ có đục những cái thanh dầm thôi nhé. Lại đục nhầm vào cái tấm kia là bắt đền đấy. Con này là 27 các bạn nhé. Đấy, 27. Đây là một ông bạn mình, cũng là một thanh niên chủ máy luôn, chất như nước cất. Khói luôn. Phải nói là chủ máy của chúng ta rất là giữ máy các bạn ạ. Tính thời điểm hiện tại khi mà mình quay trở lại đây thì cũng đã rất là lâu rồi, mà nhìn con máy vẫn long lanh như ngày nào. Đục đến đâu thì búa nó sẽ vang ngược vào núi, nó hắt ra. Nếu như bình thường tầm thời điểm này các bạn đi ngang qua nơi đây mà không có những cái máy này đang hoạt động ấy, thì hầu như các bạn chỉ nghe được tiếng chim kêu vượn hú thôi, ngoài ra thì không có một cái tiếng động khác. Bởi vậy nên là tầm chiều tối ấy, cái khúc này thì nó chưa có đường bê tông, cái khúc đầu dưới cơ nó có đường bê tông rồi, là rất nhiều những thanh niên trẻ, những bạn gái đẹp xinh gái lên đây check in chụp ảnh rất là nhiều. Còn có nhiều người thì tìm một cái đường nho nhỏ men vào cái chân núi để chụp ảnh và hóng mát bạn ạ, vì tầm chiều tối đây nó cực kỳ mát. Đấy, thì thời điểm này nó nắng như này mà mình đứng ở đây còn đang có cảm giác cũng rất là dễ chịu hơn ở trong cái khu mà thành phố rất là nhiều. Tầm bẵng đi một thời gian mà các bạn quay lại đây thôi thì khu này đẹp tuyệt vời luôn. Toàn bộ bây giờ người ta đang để cho nó tự nhiên, là cỏ cây mọc tự nhiên luôn. Máy xúc vác cái búa nhỏ thôi nhưng mà đục rất là uy lực, búa rất là khỏe. Cái này họ làm tali xong thì bắt đầu mới thi công đến phần ở trên mặt đê này. Cái phần chỗ này nó có dầm đôi. Đạn nào dầm đôi thì bắn hơi lâu hơn xong một chút.
nên là hầu như máy móc mà làm ở khu này mà đục búa nhiều, hầu như chim cò ở đây nó không dám bay gần đến các bạn. À, hiện tại thì bác tài chúng ta sẽ phải đục từ đây đến tận đến cái phần con máy vàng đang đứng kìa. Đến cái phần khúc đấy là xong các bạn ạ. Video của mình ngày hôm nay kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin thân mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tiếp theo.